Khi mà mình về đến 2009 thì lúc nào đốt cháy mình hết all the time, 10 out of 10. Lúc nào 2009 cũng là một cái chỗ để mình always, lúc nào mình cũng muốn đứng ở trên đó và mình trình diễn hết, tại vì cái năng lượng ở đây is unreal, yeah. Trước khi mình hoạt động nghệ thuật nghiêm túc đó, thì cái sân khấu của 2009 nơi mình đang ngồi đây nó là cái dream stage của mình always. Nhưng mà rất là may mắn trong cái sự nghiệp của mình được đứng ở đây rất là nhiều lần và lần nào cái ngọn lửa của nó cũng lên từ nhiều của nên lúc nào mình cũng mong muốn để về đây trình diễn. Tôi khi mà các nghệ sĩ đã không còn một chỗ trống nào để có thể chen trong cái party của 1.0. Tell me what you gonna do, hey.